nữa. Bắt cóc được rồi. Bắt cóc được anh Ham Lép Trương rồi mọi người. Wow, đã từng tham gia một cái game show với anh Trương. Biệt đội tài năng. Dạ. Hôm nay rất là vui nha. Được hàng thương của anh tại chương trình Paris Banana, nhưng mà chỉ được gặp anh ở ngoài chứ em chưa có lên. Về anh có vài điều gì á cho chúc mừng sinh nhật hay là gì không? Với lại Paris Banana. Chưa cộng tác với Thúy Nga được 6 năm thì trong đó có rất là nhiều kỷ niệm. Bây giờ chúc cái gì mới cũng không biết chúc gì, chỉ có mong mọi người giữ được những gì mọi người đang có. Nó đã là một cái điều rất là hay và rất là huyền thoại rồi. Nghe hơi xin nói với mọi người là anh em Lớp Trương á là rất là hiền và có những cái bài hát rất là hay nha mọi người. Vì hiền cho nên là có những cái bài hát rất là hay. Giống như là những cái bài hát như là cho chị Thủy Tiên nè, mà Thanh Xuân. Và những bài hát của chương trình rất là độc quyền. Và Huy rất là hâm mộ anh Trương, mặc dù giờ là một người tham gia chung thôi, nhưng mà thật ra là cũng rất là hâm mộ anh Trương đó, với sự sáng tác của anh. Và hy vọng là sắp tới nếu mà chương trình có những cái bài hát mới thêm thì anh Trương là sẽ ngôi là người một trong những cái người mà góp phần thành công cho chương trình nha. Chào mọi người. Hoàng Kỳ Nam. Hoàng Kỳ Nam này đó, cũng là một người bạn trong showbiz đó, vẻ điển trai nha, khác với Huy Mai lắm mọi người. Rất là cao nha. Đó là một trong những cái người hình như là anh nâng đỡ nhóm mới ha. Tên đúng gì rồi. Anh tên gì anh? Nam Đa Ben. Nam Đa Ben. Vừa rồi là anh Ham Lết Trương là có sáng tác bài hát mới cho chị Ngô Quỳnh Anh và chị Thanh Ngọc, tên là gì rồi không nhớ rồi. Nhiều quá nhớ. Rồi chào tạm biệt nha. Vui quá, trước khi mà lên review thì gặp anh Ham Lết Trương nè và Hoàng Kỳ Nam trong nhóm Nam Đa Ben của anh đang dẫn dắt nhóm á. Và Hoàng Kỳ Nam cũng là một trong những cái diễn viên trẻ mọi người nè. Em Nam rất là cao, đẹp trai nha. Hình như em Nam là người cũng like Nhật Bản á mọi người. Đây là một buổi chiều ở Bangkok khi mà show đã hết vào lúc 6 giờ rưỡi nha cả nhà. Bây giờ mình lên và mình coi thử hôm nay show diễn ra và kết thúc như thế nào, và coi thử có bắt cóc được anh Đan Nguyên không, có gặp được anh Đan Nguyên không, chứ không dám bắt cóc nha. Ý là có anh Đan Nguyên rất là nổi tiếng và đẹp trai, không có dám bắt cóc, chứ không có quen. Nhưng mà ý là sẽ quay cho mọi người coi nếu mà anh có cái sự ra mặt vào trong bộ phim của đạo diễn Cường Ngô. Huy vừa gặp chú Trung Dân hồi bữa, Huy thì chưa nhớ tên được chú, với anh Hoàng Phi. Hoàng Phi. Hoàng Phi. Chị Nam Thư làm MC thảm đỏ cho chương trình. Và chú Trung Dân với chị Nam Thư đang mặc cái bộ đồ màu đỏ, đang đi xuống dưới đó mọi người đó. Anh Hoàng Phi cười Huy. Tại vì chưa có bây giờ có dịp hợp tác với anh Hoàng Phi cho nên anh không có biết. Còn hồi nãy Huy đi trong thang máy lên chương trình là vui lắm mọi người. Ở trong thang máy cái cô đó của đi xuống mua đồ ăn cái chú đó đứng trong thang máy, chú ăn cái bánh mì và kìa, cô đó là vợ chú đó, cô đó nói, ý là nói với nhau là đáng lẽ chương trình phải cho 15 phút giải lao hay sao cho ngồi 5-6 tiếng, lỡ may mắc cái bài hát hay sao. Là có nghĩa là ý là rất là mê chương trình, có nghĩa là sợ mất một bài hát, hai bài hát, ba bài hát. Tại vì chương trình thu hình tới 5 tiếng mọi người. Hôm qua mọi người nhớ Huy đi 12 giờ Huy tuần đã hết, ai ngờ tới 2 giờ sáng và hôm nay là mấy bài like khóc. Người ta sợ dính hình là người ta xin kêu là khó thốt ha. Khó thốt ha là xin lỗi mọi người tiếng Thái á. Khó là xin thốt là lỗi, xin lỗi, xin cái lỗi. Đó cái cô đó cũng nói chứ đáng lẽ phải cho giải lao, ý là có. Thì Huy thấy đó cũng là một cái sự rất là dễ thương của khán giả. Vì khán giả sợ mất bài hát. Thiệt ra hôm qua bạn của Huy cũng vậy, cũng bị mất bài hát của Tóc Tiên. Chị tới được coi Tóc Tiên trình diễn rất là hay, thì đi ra ngoài đó đúng lúc Tóc Tiên hát. Thì cái anh Toàn anh nói cho trời vui lắm đi ra ăn chút đúng cái bài hát của Tóc Tiên. Còn nếu mà Huy đi coi nhưng mà Huy bị mất bài hát của chị Như Quỳnh là Huy cũng tức chết. Tại vì chị Như Quỳnh là thần tượng mà Huy nghĩ là ở trong đó là sẽ có cái menu đợt trước á, cái menu bài hát, không phải menu mà giống như là cái list bài hát, thì sẽ có nghệ sĩ trình diễn vào giờ nào và giờ nào, hoặc là thứ tự thì mọi người sẽ tự canh. Cái này là Huy nghĩ là do mọi người chưa biết, chứ đợt trước mà Huy thấy là sẽ có hết nha mọi người.
thì có hết bài hát gì và của nhạc sĩ gì và của nghệ sĩ nào trình diễn. Đó, mọi người đi hát thì coi thì lưu ý, còn Huy không biết đợt này thì có hay không, nhưng mà đợt trước là có. Anh Trần Bảo Sơn đang đứng đằng sau Huy á mọi người, tại vì anh đang ăn miếng bánh mì đó, lót dạ để chị em mắc cỡ chị đã đi rồi. Ảnh ăn miếng bánh mì lót nhà vì chương trình dài quá thì Huy cũng thấy anh đang ăn á, trời đánh cánh vừa ăn cho nên Huy cũng không dám chào anh. Anh đi đâu à? À, với anh Trương Minh Cường. Anh đang chụp hình với anh Trương Minh Cường. Hello anh. anh Trần Bảo Sơn đợt trước có xuất hiện trong đợt review đầu tiên của Huy về Paribanai tại Bangkok. Anh làm một diễn viên trong đóng chung phim Đoạt Hồn với Huy, và hôm qua Huy nói là Huy có gặp cô Hoàng Trinh hay là Kiều Trinh, lát nữa Huy sẽ hỏi lại ảnh là cô đó tên gì, có đóng trong phim điện ảnh chiếu rạp Đoạt Hồn đây. Anh Sơn với anh Cường đó mọi người ơi, đang chụp hình với là thảm đỏ. Mấy chị khán giả đi xem chương trình mặc đồ rất là đẹp nè, cái chị đầm đen á, thiết kế hai cái nơ hoa hồng sẽ hai bên rất là đẹp. Huy quay cho mọi người coi, Huy cũng ngại, Huy quay sau lưng xa xa. Đó, những cái người khán giả rất là đẹp ha. Wow, đi mặc đồ là áo dài này là áo dài cách điệu sắc nách này, rồi chít hai cái eo xong rồi bỏ cái quần xếp ly ở dưới, làm cái kiểu quần ống ly rộng, rất là sành điệu ha. Cái chị đó chỉ là cột tóc cao lên, vừa truyền thống mà kết hợp hiện đại luôn. Và đây là nơi diễn ra rạp chiếu phim ra mắt bộ phim Ký ức của những kẻ say, và có sự tham gia của diễn viên, đó chính là ca sĩ Đan Nguyên sẽ đảm trách vai trò diễn viên của bộ phim Anh Cường Ngô vừa rồi đó. Mọi người hơi có cơ hội hàn huyên lại với anh, và anh nói là đợi anh Đan qua, anh Đan Nguyên, nhưng mà anh kêu anh Đan Nguyên là anh Đan, chắc là anh Đan là một cái tên thân mật của anh Đan Nguyên. Và anh Cường Ngô sẽ ra mắt bộ phim này, mọi người có thể xem tại cộng đồng hải ngoại hoặc là ở đâu có bộ phim này thì mọi người hãy ủng hộ anh Cường Ngô. Đây, một buổi ra mắt sắp được diễn ra rồi, mọi người hãy chờ đón nha. Nhưng trước hết thì Huy xin kể với mọi người, đây là anh Mai Tiến Dũng. Huy đã gặp anh khi Huy đi mua cà phê, và anh đã anh đã tính tiền ly cà phê của Huy, tại vì Huy tính trả, Huy canh lấy tiền ra trước rồi mời anh rồi, do anh đứng mua chung á mọi người, cho nên Huy ảnh làm Huy ngại quá trời luôn. Ảnh mua ly cà phê xong rồi ảnh vào để chào chương trình, chào ao á mọi người. Và Huy đã được uống một ly cà phê của một ca sĩ hải ngoại. Người anh Mai Tiến Dũng đã tính tiền. Trời ơi, ngại muốn xỉu. Mọi người hãy ủng hộ những bài hát và kênh YouTube của anh để nha mọi người. Ly cà phê... ngại. Ngại là thất bại. Trời ơi, mắc cỡ quá. Nhưng cảm ơn anh rất nhiều đã trả tiền ly cà phê cho mình. Và đây là anh Cường Ngô đó. Mọi người hãy xem sự hàn huyên của Huy và anh Cường Ngô nha. Rất là vui khi anh nhớ ra Huy. Cảm ơn ly cà phê của anh Mai Tiến Dũng. Okay. Và đây là anh Cường Ngô. Huy rất là vui vì anh nhớ mặt em. Nhớ Huy chứ, anh nhớ Huy lúc Huy còn nhỏ. Mà không ngờ phim của chị Ngô Thanh Vân. Đúng rồi. Yeah. Mà không ngờ giờ em lớn quá luôn á. Dạ. Bây giờ em tự đi qua Thái Lan coi phim của anh luôn hả? Dạ. Em ở bên đây 5 năm về. Trước khi về em ghé Paris by Night coi nghệ sĩ và tối nay em ghé coi nha. Dạ. Và đặc biệt là trong phim của anh là có những người rất là đẹp trai và một ca sĩ của trung tâm Huế nghe Paris by Night. Em hy vọng là khán giả có được coi ở Việt Nam không anh? Hy vọng em. Thank you em. Dạ, nhớ đi coi nha. Dạ, lát nữa đi coi nha. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều đã cảm có ơn mọi bài phúc ở trên đây. Dạ, dạ, lát nữa anh Đan ra có gì em quen Đan. Dạ, dạ. Thank you em. Khán giả đi xem là mặc áo dài rất là nhiều mọi người, tôi thấy rất là đẹp và giữ nét truyền thống. Các em mặc áo dài trắng là đẹp chưa nè. Wow, áo dài trắng luôn á. Wow, đẹp quá ha mọi người ha. Đây là một cái thẻ guest của trung tâm chuyến nghe Paris by Night 40 năm nè mọi người đó. Tại vì hồi lắm Huy mới gặp hồi lắm, chạy vô mang cái ba lô mặc áo vest kìa, trời ơi, chạy đuổi theo không kịp. Đuổi theo không kịp mọi người ơi, do cái vali Huy để ngoài đây.
cái vali Huy để ngoài đây nè, Huy để sạc pin. Trời ơi, hồi Lâm đi nhanh quá. Đó, hồi Lâm vô trong rồi. Đó, hồi Lâm vô trong rồi nè, để Huy quay cho mọi người coi. Tại vì đó, hồi Lâm đang đi bộ vô đó. Đó, đang chạy á. Đang chạy quá trời, chắc trễ á, khi tới cái giờ ấy á. Cái giờ chào quá mọi người. Đây là hồi nãy Huy đang nói Huy gặp hồi Lâm, Huy chưa kịp chào. Mà cái chạy vô được không kịp mọi người. Thiệt ra là Huy chạy vào được, nhưng mà do Huy sạc đi điện thoại. Và cái thẻ này là do của hôm qua là Huy đi chung với anh Lê là được. Nếu mà có thẻ này là được vào, nhưng mà do anh ấy, anh đi ra ngoài đi ăn á. Mà thiệt ra Huy có thẻ này nhưng mà Huy cũng ngại vô lắm. Tại vì Huy cũng không muốn vào ở ngoài review cho mọi người được rồi. Cho vào trong á, nó cũng riêng tư với người ta. Bây giờ là 8 giờ kém 5 luôn á mọi người. Huy tưởng là 6 giờ rưỡi. Hai người tới 8 giờ kém 5 mới xong show và mọi người bắt đầu đi ra nè. Huy mới thấy anh siêu mẫu Vĩnh Thụy đi ra nè, rất là nhiều người. Bây giờ bắt đầu tán ra nè, giống ngày hôm qua nè nha mọi người. Đúng rồi. Rất là nhiều người đi coi về nè. Đã bắt đầu chào tạm biệt chương trình rồi. Đây là ngày thứ hai và chúng mình sẽ sắp qua bên cái kia coi thử có anh Đan Nguyên xuất hiện không nha. Rồi Huy quay cho mọi người coi. Đó. Người ta đang đi ra đó mọi người ơi. Khán giả đã chào ao rồi. Đó, tiếng nhạc chào ao á trong chương trình đó mọi người. Khán giả đi ra. Anh xa xíu. Trời ơi, đã bắt gặp được em Hoài Lâm rồi nè mọi người ơi. Hoài Lâm nè mọi người ơi. Lâu rồi mới thấy em. Wow, dễ thương quá. Đây Hoài Lâm, lâu rồi mới gặp em. Đó, Hoài Lâm đó mọi người. Tại vì mắt hổ rồi. Nhìn qua đây. Anh đây là một trong những nhà công. Nhà công lắm nha mọi người. Thôi chị. Tôi quên bạc của sinh. Đây nhà công của Thúy Nga Barry Manai. Anh chơi trống nha. Đó. Đây là gì? Musician Tú Anh. Ủa? Facebook của anh là Andy mà. Đúng rồi, Andy Võ nhưng mà anh tên thật là Tú Anh. Dạ. Rồi em chúc mừng sinh nhật. Mình cùng nói chúc mừng sinh nhật Thúy Nga Barry Manai 40 năm. Happy birthday Thúy Nga Barry Manai 40 year anniversary. Yeah. Ok, chào tặng nha. Huy mới một anh nghệ sĩ mới chào Huy nè, anh nghệ sĩ Võ Hồng Minh. Đây Võ Hồng Minh, nghệ sĩ nhật ký của mẹ viết tranh nè. Nữa. Huy thấy chị Ngọc Huyền nè mọi người, chị diễn viên cải lương Ngọc Huyền. Wow, có gặp được chị nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền rồi. Để coi thử con ai không, Huy quay cho mọi người nha. À, Huy bắt gặp bạn của Huy, một cái anh nhiếp ảnh gia ở Việt Nam qua nè. Đó, lại hù ảnh cái nè. Nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia. Rồi. Đây. Rồi chúng mình sẽ nhập Marie Banai đi không? À, anh đây là hâm mộ Tâm Đoan này. Ai nữa? Mắc cỡ không có nói. Em hâm mộ ai? Em hâm mộ ai? Ai em hâm mộ. Dạ. Anh hâm mộ ai anh? À, chị của Minh Tuyết. Chị của Minh Tuyết? Ừ. Là Cẩm Ly. Oh, chị Tư. Đúng rồi. Ủa nhưng mà chị Tư đâu có xuất hiện trong số này mà. Rồi anh trả lời chớp quốc luôn. Nhưng mà thiệt ra chị Tư là cũng có xuất hiện những cái số như là ba cô gái Hà Phương, Cẩm Ly và Minh Tuyết đó ha. Ừ, số 92. Số 92 đó, anh nhớ luôn, chỉ là fan đó mọi người. Tại vì có anh chồng mà. À,
có anh luôn hả? Anh hát luôn hả? Không. Rồi vậy là chị Tư rồi. Ông Huy cũng chưa coi rồi. Hai người đã chơi chị Tư nè mọi người. Khùng quá à. Tại vì em không biết anh Sơn anh mới nhắc Huy là quay ba người à. Quỳnh Trang gì Thiên Ngân với lại Tuyết Nhung là con của chị Phi Nhung đó. Ba bé đó mà Huy không có biết, cho nên Huy nói ủa Huy đâu có biết, cho nên Huy cũng không biết giới thiệu tầm bài tầm bè nữa mắc công. Ủa ổng ghê luôn á. Ủa ba bé đó có hát không hả? Có, hát bài của Phi Nhung. Huy thấy chị Hà Vi nè mọi người đó, chị Hà Vi mặc cái đầm màu đen chụp hình với khán giả. Huy mới thấy anh Đan Nguyên ở đằng sau kìa mọi người, nhưng mà người mấy anh bảo vệ kêu là you can wait outside đó, anh Đan Nguyên ở đang đi lên nè. Mọi người sẽ chiêm ngưỡng cái sắc đẹp của anh Đan Nguyên nha. Đó, anh đang chụp hình với lại khán giả kìa. Đó, anh đang đứng mặc cái bộ vest đen á, sát cái anh áo màu đỏ. Đó. Đây, anh Đan Nguyên đó. Wow. Anh Đan Nguyên lắm mọi người ơi. Lần đầu tiên gặp anh Đan Nguyên nè. Anh Đan Nguyên đó mọi người ơi, muốn chụp hình không? Bây giờ anh Đan Nguyên sẽ đi qua là dự họp báo phim anh Đan Nguyên đóng của anh Cường Ngô á mọi người. Hồi nãy anh Cường Ngô kêu Huy là chờ anh Đan Nguyên quay luôn. Đây anh Đan Nguyên đó, anh bắt tay với khán giả mọi người. Cảm ơn ly cà phê. Anh Dũng đó mọi người ơi. Cảm ơn anh ly cà phê nha. Quay lén như vậy mới được đó. Chị Linda Trang Đài nè mọi cảm người ơn ơi. Lát gặp em. Huy rất là mê chị Linda Trang Đài và chị đã có một cái quán bánh mì ở California. Yes, Huy hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chị. Chị cảm ơn nhiều. Em rất là thích chị. Chị cảm ơn rất nhiều nha. Thank you. Em chào chị nha. Ok. Wow, cảm ơn chị đã cho em quay. Bye bye chị. Bye em. Wow, có chị Á hậu quốc tế nè mọi người. Wow, chị Vân, chị Thúy Vân. Chị Thúy Vân nè. Từ hồi nãy đi vòng vòng với quay là cái gì nè. Quay YouTube. Diễn lên nào. Wow, chị Vân xinh quá. Wow, Huy thấy rất là nhiều diễn viên và nghệ sĩ ở Việt Nam qua á mọi người. Cho nên là mình có cảm giác rất là giống như đang ở Việt Nam vậy đó. Huy thấy mấy anh chị ở Việt Nam nói chung là như chị Thúy Vân nè. Chị Thúy Vân có một bài hát Trái tim rất là hay. Cái bài gì của chị á. Wow, có anh Huy Vũ nè mọi người. Wow, anh nhuộm tóc vàng vàng á. Anh hát bài Hương Rượu Tình Nồng với chị Minh Tuyết rất là hay luôn. Wow, Huy thích lắm. Cái anh thích anh đó, anh ít xuất hiện nhưng mà Huy thích cái anh đó ghê lắm. Anh đó là chồng của chị Quỳnh Vy á. Wow, anh Đan Nguyên anh đang đi ra kìa ở sau á. Wow. Đây, anh đẹp trai quá nha. Mấy bạn này chú đây nè. Diễn lại đi em diễn lại. Đan Nguyên ra kêu đây nè. Hồi mê trai xin phép được bắt đầu. Vui quá mọi người ơi, thấy giống như không khí đang ở Việt Nam vậy á. Có một cái bộ phim đang ra mắt nè.
Thôi giỏi, con gặp chú ở ngoài khác không? Kêu khác, đẹp hơn đẹp hơn trong hình đó. Trời ơi, cảm ơn con nha. À, chị Kỳ Duyên và anh Trịnh Hội kìa mọi người ơi. Thích quá. Đây, chị Kỳ Duyên và anh Trịnh Hội đó mọi người. Vui quá. Huy gặp em bé nè, em bé chụp hình với Huy nè. Hôm bữa Huy quay chương trình Berry by Night thì mấy em fan của chị Minh Tuyết có nói anh ơi nếu mà gặp chị Minh Tuyết nhớ quay nha. Cho nên là Huy thấy chị Minh Tuyết hôm nay nên Huy nhớ là comment đó Huy quay cho mọi cái em đó. Comment là nhớ quay giùm em cái chị Minh Tuyết. Thiệt ra là Huy cũng rất là mê chị Minh Tuyết. Và hôm nay là cuộc họp báo ở nơi công cộng, những nghệ sĩ xuất hiện rất là lộng lẫy và trang điểm, cho nên là Huy cũng quay cho mọi người xem luôn. Và chị Minh Tuyết mặc cái bộ đầm màu xanh rất là đầy hy vọng, mà Huy rất là mê màu xanh, cho nên Huy thấy cái đầm màu xanh này chị mặc rất là tôn dáng chị luôn. Chị Minh Tuyết là có một cái đường đáy thắt lưng ong và cái vòng ba rất là đẹp. Huy rất là thích chị với những ca khúc Thầm Gọi Tên Anh Lần Cuối. Thầm Gọi Tên Anh á, chứ không phải Lần Cuối. Cái bài hát là Thầm Gọi Tên Anh Lần Cuối. Và có một cái chú hai đàn tóc dài cũng rất là nổi bật trong những cái cuốn truyền hình của Barry Benai. Và chị Hương Thủy, Huy thấy chị Hương Thủy đầm đen và mang một cái đôi guốc rất là lạ mắt. Đó, cái đôi guốc, cái đế nó chút xíu nhưng mà nó rất là cao lên. Đó, lạ chưa? Và Huy thấy chị Hồ Lệ Thu với một cái đầm kim tuyến bạc rất là lấp lánh. Và chị cũng rất là xinh gái và nhìn rất là khỏe khoắn. Hình với anh Quang Lê. Anh Quang Lê kêu mẹ có thể chụp hình với anh một tấm. Mừng muốn xỉu. À, và thế là Huy đã kết thúc xong cái cuộc review ngày hôm nay chương trình Paris Palace 156. Và Bangkok view rất là đẹp và Huy hy vọng chương trình Paris Palace sẽ quay trở lại Bangkok một ngày sớm hơn để nhiều người Việt Nam có thể đi không. Xin tất cả mọi người ở đây nha. Linda kìa. Linda chẳng đời là hát bài Yêu Làm Chi với anh Tommy Ngô á. Yêu làm chi cho nước mắt lên từ bờ mi cho những thứ hạnh phúc. Wow, thích quá mọi người ơi. Mà chị vui tính lắm, người thích chị lắm mọi người. Chị Linda rất là vui tính luôn. Chị đi lên, chị đi lên. Mọi người hãy ăn bánh mì số 1.